Từ khi sinh ra, cô gái Nguyễn Thị Xuân, Tân Sơn, Đô Lương, Nghệ An chẳng may mắc phải di chứng từ căn bệnh của bố, nên đến khi trưởng thành, cơ thể vẫn chỉ cao 1,1m. Ngay còn bé, chị Xuân luôn tự ti vào ngoại hình lẫn gia cảnh khó khăn của mình. Cũng chính vì thế mà khi học hết lớp 9, chị Xuân xin gia đình cho nghỉ học rồi bắt đầu làm việc tại Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi Tân Kỳ. Cũng tại đây, chị Xuân được hướng dẫn sản xuất tăm rồi mang đi bán. Không chỉ tạo ra thu nhập cho bản thân, chị còn gặp được nhiều người đồng cảnh ngộ và có thể cởi mở tự tin hơn. Sống tại trung tâm được mọi người yêu thương, giúp đỡ, cuộc sống của em thay đổi ít nhiều. Em chẳng còn khép mình và tự ti như trước. Nhưng thú thật, em chưa bao giờ dám nghĩ đến tình yêu lứa đôi, nói gì là kết hôn với một chàng trai kém tuổi hơn mình nhiều đến thế, chị Xuân chia sẻ. Nhưng duyên phận đưa đẩy cho chị gặp được anh Lê Văn Công, Nghĩa Đức, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Anh Công mắc phải chứng còi xương do uống quá nhiều thuốc kháng sinh, nên khi trưởng thành, anh cũng chỉ cao 1,45m. Đến khi học hết lớp 7, anh Công nghỉ học và bắt đầu mưu sinh. Ban đầu gặp nhau tại Hội Bảo trợ, hai chị em nói chuyện rất ăn ý, rồi dần dần tình cảm nảy sinh từ khi nào cả hai chẳng hề hay biết. Nhưng trở ngại về ngoại hình và chênh lệch đến 9 tuổi đã khiến hai bên gia đình kịch liệt phản đối hôn lễ vì lo ngại sức khỏe kém có thể khiến cả hai chẳng thể nuôi được nhau, huống chi là chăm lo cho con cái về sau. Nhưng bằng tình cảm chân thành, dần dần họ đã thuyết phục gia đình hai bên chấp thuận để cả hai đến với nhau bằng hôn lễ vào tháng 10 năm 2015. Hạnh phúc càng được nhân lên gấp bội khi chị Xuân mang thai đứa con đầu lòng. Do hạn chế về chiều cao lẫn sức khỏe, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, chị đành nghỉ việc ở trung tâm và chuyển về nhà ngoại để tiện dưỡng thai. Kinh tế gia đình đè nặng lên đôi vai anh Công khi một mình anh phải bươn chải lao động kiếm tiền, cố gắng chờ ngày con ra đời. Vào tháng 2 vừa qua, đứa bé con anh chị đã chào đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả hai vợ chồng. Cháu bé được bố mẹ đặt tên là Lê Thị Hồng Hà, nặng 2,6kg, có gương mặt giống hệt anh Công. Thương con dâu và cháu nội, bố mẹ chồng chị Xuân cũng bắt xe từ Nghĩa Đàn xuống Đô Lương để động viên tinh thần cả hai. Để tiện chăm sóc vợ mới sinh và con nhỏ, anh tạm nghỉ công việc ở Hội Bảo trợ và phụ giúp công việc đồng áng với bố mẹ vợ. Dù sức khỏe không được tốt như người bình thường, nhưng anh vẫn không ngại khó, ngại khổ. Sau những giờ làm việc ngoài đồng, về đến nhà anh còn dành dọn dẹp nhà cửa để vợ được nghỉ ngơi. Với chị Xuân, có được một người chồng yêu thương, thấu hiểu, có được một đứa con khỏe mạnh là niềm hạnh phúc chẳng bao giờ chị dám nghĩ đến. Cuộc sống chẳng cho chị một cơ thể trọn vẹn, kinh tế đủ đầy, thì giờ đây chị lại được bù đắp bằng một gia đình nhỏ đầm ấm. Giữa cuộc sống mà giá trị vật chất dần lấn át giá trị tinh thần, thì những câu chuyện tình yêu ngọt ngào của anh chị khiến nhiều người không khỏi cảm động, xuyến xao. Hạnh phúc ở anh chị không phải là gia tài kết xù, là ngoại hình xinh đẹp, mà chính là sự đồng cảm và thấu hiểu từ những khiếm khuyết của bản thân. Tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó, khi mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ nghịch cảnh ra sao, thì người ta vẫn chấp nhận con người thật của nhau và tình nguyện che chở nhau giữa giông bão cuộc đời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.